Sẽ quét sạch vũ trụ này. Ta là Iron Man. Mà khoan. Tụi mình được spoil đoạn này chưa ba? Phim chiếu gần cả tháng rồi còn gì. Nhưng mà bữa nay có cái hộp nào đâu mà open được ba? Một bộ phim rất là hay các bạn, một bộ phim đến từ Marvel, nhưng KGV chỉ bán có mỗi ba cái ly này cho cái đợt mà chiếu phim Endgame này thôi, đó là Captain Thanos và Iron Man. Trong CV thì họ sẽ để ba cái ly này nó như thế này đây. Tại sao mình không làm ba cái ly này nó sớm hơn? Bởi vì mình sợ bị gọi là spoiler các bạn à. Mình đã có ba cái ly này rất là lâu rồi. Thật ra là cũng gọi là fan đi, kiểu fan mà gọi là phim fan thích coi phim á, thích coi Iron Man, Captain Thanos này nọ. Không phải gọi là fan cứng, nhưng mà mình có coi và có tìm hiểu và để mình đủ hiểu cái bộ phim Endgame là nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua sơ lược về các nhân vật ở trên bàn. Cái găng tay này nóng quá, đây là cái đồ dởm. Đây là ba nhân vật rất là quan trọng và ba nhân vật chủ chốt trong bộ phim Endgame. Thì nếu mà các bạn nào đã coi phim rồi, đầu tiên mình sẽ nói về Iron Man. Oops. Captain America. Nếu mà các bạn nào mà chưa biết Captain là ai, Captain là một anh chàng bị suy dinh dưỡng nhưng có ý chí chống phát xít các bạn, kiểu như là bị ốm nhưng mà vẫn muốn đi chống phát xít. Và cái ước mơ của anh ta thành hiện thực khi anh ta tham gia vào một thí nghiệm. On the path to peace. Và sau thí nghiệm đó, gọi là thí nghiệm siêu chiến binh, thì anh ta đã bự con vạm vỡ và chạy nhanh. Trong phim thì có thấy cấp tình chạy nhanh, nhảy cao, các thứ. Lưu ý các bạn đừng có thử cái chuyện mà chích thuốc vô người để nở ra. Không phải ai chích thuốc vô người cũng nở ra đâu. Thanh niên này không những thường xuyên chích thuốc ở đây mà còn trực tiếp bán lại cho những con nghiện khác. Iron Man là con của... con của Howard Stark các bạn, là một nhà sản xuất và nghiên cứu chế tạo vũ khí. Thì để tiếp bước cái truyền thống của gia đình, tiếp bước cha mình, thì Iron Man cũng trở thành một người mà chuyên chế tạo bom đạn súng ống. Trong bộ phim này, Iron Man là một nhân vật rất là quan trọng luôn. Ngoài việc là chế tạo đồ chơi cho mấy sinh hùng khác chơi, thì Iron Man còn... Tí đi mình sẽ nói cái kết. Và Thanos là ai? Sau cái bộ mặt màu tím này, anh ta chỉ là một người nông dân mà thôi các bạn. Thì bị một đám trẻ trâu chơi thuốc vô nhà, hỏi ổng là mấy viên đá vô cực ở đâu? Chỉ có mấy thằng chơi thuốc mới vô nhà người ta hỏi. Ê mày, viên đá vô cực ở đâu mày? Nói đùa đó các bạn, Thanos chính là một nhân vật phản diện. Thanos là một người ngoài hành tinh. Ước mơ của Thanos á, muốn gọi là cắt giảm dân số của vũ trụ các bạn, là muốn bình ổn lại dân số của vũ trụ. Kiếm đủ 6 viên thì ổng có thể là búng tay và nửa dân số của cả vũ trụ mất tiêu. Vâng. Rồi thì đó là tiểu sử, còn bây giờ thì mình sẽ vô phần chính, đó chính là ba cái ly này có gì đặc biệt mà đến nỗi mình phải mua về và làm clip review cho các bạn. Lao. Vâng. Trong cái khoảng thời gian mà đó thì hình như là có chiếu nhiều phim khác như là phim Lật Mặt rồi này nọ, nhưng đã có bán ba cái ly này rồi. Mình lúc đó là mình hay về quê mình coi phim thì mua ở Cần Thơ. Cái ngày mà Endgame chiếu á thì ba cái ly này không còn hàng nữa. Các bạn thấy cái sức hút ghê gớm của bộ phim Endgame không? Các bạn thấy đẹp không? Nhưng mà khi chúng ta mà mở những cái nón này ra, đây mình sẽ mở hết mấy cái nón này ra cho các bạn xem. Đó thì các bạn sẽ thấy đây, Avenger của các bạn đây, Thanos đây, Cap đây, mọi thứ đều bằng trang hết. Mục đích của cái việc này là để
đựng nước các bạn. Về nhựa của những cái cục đầu này nè thì nó Gấu thấy là nó hơi tệ, bởi vì nó có cái những đường nhựa dư các bạn. Chúng ta mà đội những cái này lên trên cái miệng của cái ly á, cảm giác nó là rất là không chắc chắn luôn. Và với con Thanos này của Gấu á thì Gấu đã phải dán luôn cái nắp này vô trong đây, bởi vì á khi mà lấy cái nón của Thanos ra vô một thời gian thì cái hiện tượng bị đó chính là những cái ngàm gài trong này nó bị gãy. Nó có để một cái logo của CGB ở dưới như cái tem chống hàng giả đó, có nghĩa là cái ly này chỉ bán ở trong rạp chiếu phim, không bán ở ngoài. Thì qua đợt phim này thì các bạn cũng không thể nào mua được ba cái ly này đâu. Về phần sử dụng cái ly này thì Gấu recommend các bạn là không nên dùng cái ly này để đựng nước. Thanos mình đã sử dụng khá là lâu rồi các bạn, nhưng cái mùi nhựa của nó vẫn còn. Và khi mà mua những cái ly này á thì nhân viên của CGV có lưu ý với mình là để chân thôi nha, anh đừng có sử dụng nhiều. Đây là ba cái ống hút đây. Các bạn sẽ được kèm theo ba ống hút này với giá của mỗi cái ly là 179.000 các bạn. Nhìn khá là gute đúng không? Mình rất là thích cái con này. Đó, kiểu mấy con những cái này nhìn rất là đáng yêu. Cái điều kế tiếp mà làm mình bực bội đó chính là việc khi mà đặt cái ống hút này lên á, những cái này nó sẽ rất là nặng và nó dễ chuối ngã như thế này nè. Cái đầu những cái nón của những siêu anh hùng ở đây á đều là ọp ẹp hết. Thật sự là chỉ để dành là các bạn dán lên một cái gì đó xong các bạn để vô tủ các bạn chưng thì Gấu nghĩ cái đó là nó hợp lý nhất. Còn sử dụng hàng ngày thì có thể là nếu mà các bạn để trên bàn làm việc, các bạn vô tình là các bạn có thể làm đổ làm ngã, bởi vì cái chiều cao ống hút quá cao, cái đầu quá nặng và cái đít thì quá nhỏ, gọi là đầu bị đít teo các bạn, và khi đó các bạn nó sẽ bị ngã. Cái mà Gấu thích nhất ở những cái ly này đó chính là cái việc mà những cái khuôn mặt của những siêu anh hùng này đổi được nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đây là Thanos. Bọn nó là bọn tép riêu. Iron Man thì khỏi nói các bạn ơi, đây. Thì nếu mà các bạn muốn thấy mặt của Iron Man thì các bạn có thể mở cái phần mặt nạ ngay đây ra. Đây, mở ra. Nhưng mà mở ra thì nó sẽ như thế này. Nó không có dính vô được. Hồi đó mình cứ nghĩ là nó sẽ kiểu như nó sẽ có cái khớp mà kiểu mở ra mở vô thì được. Không, mở ra cái nó như vậy. Mấy là lúc chơi với con I love you 3000. Iron Man, Captain và Thanos, và cái người đã hy sinh. Cái này đoạn này boy nha, tại một tháng rồi không biết coi thì thôi, boy gán chịu. Và cái người đã hy sinh cuối cùng đó chính là Iron Man. Đáng tiếc. Ok, và clip đã hết rồi. Các bạn đã xem Endgame chưa? Nếu mà bạn chưa xem thì các bạn hãy coi clip này của Gấu để biết được là những tình tiết quan trọng nó Gấu đã nói hết rồi đó. Và rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu clip hay, like, share và subscribe cho Gấu To. Và đừng quên nhấn chuông để kết nối những tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau.